Rồi chào anh em, hôm nay học tập cái clip nào cho anh em coi ha. Hôm nay mình làm một cái clip mới ha. Rồi hôm nay anh em mình cùng nhau đi du lịch nha. Đi du lịch mà mùa này nguy hiểm đó. Thôi mình chạy vòng vòng đi, chống đi du lịch. Mình chở anh em đi tuyến mà Sài Gòn Khánh Hòa nha. Ha. Thì anh em cùng nhau trải nghiệm nhà xe mới để sự kiện mình tự làm. Đấy. Đi tuyến Sài Gòn Khánh Hòa. Thì xe này thì cái kính xe thì mình cũng làm cũng đơn giản thôi, chứ cũng không gì phức tạp hết. Chủ yếu là mình ở miền Tây thì không có xe nhiều đâu, mình cũng không có skin nào đẹp cho lắm. Skin này tự mình làm mình chế thôi ha. Còn chữ khách sạn di động này thì mình cũng mới làm hồi trưa đó, tự mình vẽ lại ha, vẽ lại cho nó nét xíu. Đấy. Thì những kính trên địa bàn này thì mình đưa vào thì nó cũng thấy nó cũng được được đó. Đó, anh em dậm nhé. Phần đuôi xe thì mình đưa cái ốp APK vô. APK. Nhà xe của BR Game TV. Thì ở đây là con xe Taco 17 nha anh em nha. Mình lên xe. Xuống chút xíu đi. Rồi. Thì nội thất bên trong thì cũng không có gì đặc sắc, nó cũng bình thường thôi, nhưng mà đẹp. Đấy, cũng như cũ thôi, như con thác con 18 thôi. Nhưng mà đẹp. Đây trước mặt mình có cái màn hình tivi. Mà hiện tại chưa có bắt lên. Nha. Thác con bếp. Thì hiện tại mình đang xài cái số sàn ha. Đấy, số sàn 1 2 3 4 5 6 no. Đấy. Rồi. Bây giờ anh em mình chuẩn bị xuất phát nha. Chuẩn bị chạy. Ha. Thì bản led này mình cũng làm led thì đa số mình thích cái led như vậy, chứ không thích to đen. Thành ra là ai mà có làm bản led đen thì cứ làm ha. Kính hậu thì có con này bàn trên đây. Đấy. Đây là tấm đèn. Đèn LED chạy rất là đẹp ha. Rồi. Nhìn vào xe nha. Rồi đóng cửa lại. Rồi, để máy lên. Kèn với mod vô. Đây. Rồi, vô no đi. Let go đi mày. Số 1.
số sàn thì anh em đạp chân ga lên mà hơi lố thì nó sẽ rằn máy hoặc là sang số nha anh em. Dốc cao quá, trả số về lên. Máy dư cái máy nè, rần rần. À, tiếng máy hết rần rồi đó.
Quá wow, mấy dốc này lên cao quá. Trời nó chuyển mưa đây mày. Rồi, bây giờ mình lên đèo nữa thầy. Xe đồng thế.
Cái hồi cỏ mọc ở đâu luôn kìa. Rồi, mình đã hoàn thành xong một chuyến đi ha. Rồi, chúc anh em ngủ ngon nha. Bye.